Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng sớm 8 tháng 12, tại Đầm Lầy thuộc xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triển khai các biện pháp truy tìm hai đối tượng bỏ trốn trại giam Xuân Hà cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thượng tá Phan Ngọc Tố, trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, sau khi nhận được thông tin của người dân cung cấp về việc có hai đối tượng khả nghi lẩn trốn tại đầm lầy của xã Cẩm Hà, đơn vị đã phối hợp triển khai lực lượng truy bắt. Thượng tá Công an chia sẻ với báo chí, từ chiều hôm qua đến sáng nay, lực lượng gồm 200 cảnh sát chia thành nhiều mũi, truy quét khu vực đầm lầy rộng gần 8 hecta. Đây là khu vực có rừng bần, cây cối um tùm, xung quanh có sông suối và đầm lầy nên công tác truy bắt rất khó khăn. Đến hiện tại vẫn chưa phát hiện các đối tượng. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng để triển khai nhiều mũi truy bắt. Sinh sống gần khu vực rừng bần ngập mặn, bà Nguyễn Thị Hưng, xã Cẩm Hà cho biết, từ tối 7 tháng 12, nhiều công an và xe công vụ xuất hiện tại rừng bần khiến nhiều người dân rất hoang mang. Nhiều loa thông báo, chúng tôi biết được có người lạ xuất hiện tại rừng bần. Lo sợ kẻ gian đột nhập nên chúng tôi phải đóng hết nhà cửa, không dám ra ngoài. Mong cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được các tội phạm để người dân yên lòng bà Hưng cho hay. Theo ghi nhận, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, trưởng giáo dưỡng Bộ Công an đã áp sát khu vực rừng bần thuộc xã Cẩm Hà. Khu vực đầm lầy này rộng gần 8 hecta, trong đó bao gồm rừng bần ngập mặn rộng khoảng 3 hecta. Cây bần cao 3 đến 5 mét, lá um tùm nên rất khó phát hiện tội phạm lẩn trốn. Trước đó, đại tá Nguyễn Hồng Phong, giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết ngay khi nhận được thông tin hai phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ tại phân trại số 2 của trại giam Xuân Hà, Bộ Công an, Công an tỉnh đã phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trưởng giáo dưỡng Bộ Công an truy bắt. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ, gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an cũng bố trí quân số chốt chặn, kiểm tra tất cả phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không trốn ra khỏi địa bàn. Tuy vậy, theo đại tá Phong, việc truy bắt hai phạm nhân gặp không ít khó khăn, nhất là vào thời điểm ban đêm. Địa bàn Hà Tĩnh có đường biên giới dài, lưu lượng xe lưu thông qua quốc lộ 1 khá lớn, hơn nữa hai phạm nhân là người địa phương, thông thuộc địa bàn nên quá trình truy bắt rất vất vả. Liên quan đến hai đối tượng đang bị truy nã, theo hồ sơ, ngày 22 tháng 5 năm 2017, Nguyễn Đắc Hoàng mang theo 110 triệu đồng sang Trung Quốc mua ma túy bỏ vào ba hộp sữa, mang về nước theo đường tiểu ngạch. Ngày 29 tháng 5 năm 2017, Hoàng giao ma túy cho một người khác thì bị cảnh sát bắt, thu giữ hơn 327 gram methamphetamine. Hoàng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử tội mua bán trái phép chất ma túy với hình phạt 20 năm tù. Với Phan Công Thành, trong năm 2019 đã đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối liên quan đến đất đai để 10 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 người ở các tỉnh Thành, với số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Trước khi xét xử, Thành đã bồi thường hơn 1 tỷ đồng. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thành bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên Thái Nguyên tuyên phạt tổng 19 năm tù. Khi trốn trại, Hoàng đã chấp hành án được 6 năm 6 tháng còn Thành chấp hành án được 2 năm 7 tháng. Đang chấp hành án tại trại giam Xuân Hà cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, khoảng 15 giờ chiều 6 tháng 12, nhân lúc sơ hở, cả hai đã bỏ trốn. Ngày 30 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định truy nã đặc biệt 6 đối tượng liên quan đến vụ khủng bố nổ súng, tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Cật Tu, huyện Cư Cụ vào dạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh. Cụ thể, 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt gồm Y Quỳnh Bờ Đáp, sinh năm 1992, quê quán, huyện An Anna, Y Chanh Bia, sinh năm 1984, Y Bút Eban, sinh năm 1985, Y Niên E sinh năm 1978, cùng chú xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Y Trích Nhiê, sinh năm 1968, chú xã Ea Yong, huyện Krong Park và Imut Milo, sinh năm 1960, chú thị trấn Pơng Rang, huyện Krong Cả 6 đối tượng trên cũng bị truy tố về tội khủng bố, được quy định tại Điều 299 Bộ Luật Hình Sự. Đây là các đối tượng đang lẩn trốn, không có mặt tại địa phương. Các đối tượng này đã thường xuyên đưa ra các thông tin bịa đặt, vu khống chính quyền nhà nước Việt Nam, đàn áp tự do tôn giáo, cướp đất đai, nhằm mục đích kích động một số người đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin tham gia các tổ chức của chúng để thực hiện các hoạt động chống phá. Liên quan vụ khủng bố vào sáng 11 tháng 6, trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố hàng chục bị can về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm. Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các đối tượng nói trên đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt được đối tượng truy nã, cần phải nhanh chóng báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk theo địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0694 389 133. Ngày 4 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Bùi Huy Mạnh, sinh năm 1979, trú tại Phong Hải, Quảng Yên, về tội giết người. Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1988, trú tại thành phố Hạ Long, Dương Văn Mạnh sinh năm 1998, Dương Thế Anh sinh năm 2000, Dương Văn Ngọc sinh năm 2000, cùng chú tại thị xã Quảng Yên về tội danh gây dối trật tự công cộng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Huy Mạnh, Nguyễn Văn Mạnh và Dương Thế Anh. Trước đó, dạng sáng 2 tháng 5, trên tuyến đường thuộc phường Bãi Cháy, Bùi Bảo Ngọc sinh năm 2007, trú tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long và nhóm bạn là học sinh tại thành phố Hạ Long và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, tìm đối tượng đã đánh người trong nhóm để trả thù. Đến khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, nhóm Ngọc thấy Bùi Đúc Việt sinh năm 2003, trú tại phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, đi xe máy chở bạn tại ngã tư vòng xuyến 368 phường Bãi Cháy, nên đã sử dụng cây sắt đuổi theo đánh. Việt may mắn trốn thoát và gọi điện về cho Bùi Huy Mạnh là bố đẻ để thông báo. Biết tin, Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ô tô bán tải, biển kiểm soát 14C33582, chở 7 người cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm đi tìm nhóm đánh con để đánh trả thù. Phát hiện thấy nhóm của Bùi Bảo Ngọc đang đứng tụ tập tại cây xăng đối diện khách sạn Núi Bài Thơ, phường Bãi Cháy, Bùi Huy Mạnh lái ô tô truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, Mạnh cho xe ô tô đâm thẳng vào đuôi xe máy do Bùi Bảo Ngọc lái, chở theo Đỗ Ngọc Minh và Trần Hoàng Ninh làm xe của Ngọc loạn chạm. Tiếp đó mạnh vượt lên, ép xe của Ngọc làm xe máy đâm vào xe ô tô con và xe tải đang đỗ bên phải đường. Sau khi ép xe gây tai nạn, thấy cả nhóm ba người nằm bất tỉnh, mạnh cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn về Phong Hải, thị xã Quảng Yên. Sau vụ va chạm, Bùi Bảo Ngọc bị chết, Trần Hoàng Ninh thương tích 88% và Đỗ Ngọc Minh thương tích 10%. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ việc.